Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV. Thì bữa giờ em cũng chia sẻ rất là nhiều món ăn, món ăn vặt, món ăn chính đều có, là những cái món ăn dùng để ăn mặn, chưa có thực hiện cái món ăn chay nào. Thì hôm nay em xin chia sẻ hai cái món ăn để mình có thể mình dùng trong cái bữa cơm chay nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo em vào bếp để thực hiện hai món chay rất là đơn giản nha. Nguyên liệu thực hiện hai món em giới thiệu đến cả nhà là, thứ nhất là mình cần phải có tàu hũ ha. Tàu hũ này thì em sẽ thực hiện một cái món là tàu hũ chiên sả ớt ha. Rồi thì tàu hũ thì kèm có sả băm, ớt thì có thể là mình cho vào đây luôn, hoặc là không cũng được. Nếu mà mình không có muốn ăn cay, mình cho trẻ em ăn gì đó thì có thể mình không dùng ớt ha. Rồi mình ăn dùng kèm với rau răm. Rồi và cái nước chấm của mình là cái chén muối tiêu ha, em cũng làm sẵn cái chén muối tiêu. Có bỏ một xíu ớt, còn nếu mà trẻ nhỏ ăn thì mình làm cái muối tiêu không bỏ ớt cũng được, hoặc là có thể cho trẻ chấm nước tương gì đó chẳng hạn, nếu mà là dùng chay nha. Rồi và cái món thứ hai em giới thiệu đến cả nhà đó là cà tím nướng với làm một xíu mà hành mình xào, mình làm giống như là dạng một cái sốt á, để mình trang lên trong cái lúc quá trình mình nướng xong rồi cái quả cà tím á, mình trang lên để mình trang trí cho nó hấp dẫn ha. Thì mình dùng chay thì mình sẽ dùng dầu ăn nha cả nhà. Rồi ngoài ra thì cần phải có những cái gia vị nè, và gia vị là đường, một xíu muối và một xíu hạt nêm và một xíu bột ngọt và thêm nước tương nữa nha cả nhà nha. Rồi cái cà thì mình sẽ chấm với nước tương, thì em có đâm sẵn một xíu tỏi, tỏi mình không băm mà mình đâm nha cả nhà. Mình đâm thì cái tỏi nó mới thơm hơn, còn mình băm thì nó sẽ không có thơm mà nó sẽ không ngon bằng đâu, nên là phải đâm ha. Xíu nữa em sẽ cho nước tương vào đây. Rồi bây giờ mình cùng với em bắt tay vào thực hiện hai món này nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình chuẩn bị làm cái cà trước đi ha. Mình cho vào nướng, cà thì em rửa rồi, bây giờ mình chỉ cắt đầu để mình cho vào cái lò nướng nha. Cả nhà có nướng than được thì mình nướng than ha, còn em thì em nướng bằng cái lò nướng nha. Nó trong thời gian chờ đợi thì mình nướng cà rồi mình sẽ đi làm cái sốt hành này, mình cho cà vô nướng trước nha. Rồi rồi mình chuẩn bị chảo dầu để mình làm cái sốt hành đó nha. Dầu sôi rồi mình cho hành vô luôn nha cả nhà. Cái này không cần nó vàng đâu, nó hơi ấy xíu là được rồi. Để vàng quá nó không có ngon. Tớp hành lại chút rồi được rồi, mình cho miếng nước tương vào luôn ha, để làm cái sốt của nó ngon. Gia vị nãy mình chuẩn bị rồi đó, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm. Nếu mình dùng đồ chay thì mình dùng hạt nêm chay nha cả nhà. Được rồi đó, vậy là mình cho ra chén nha. Rồi mình chờ cái hành chín, cái cà chín là mình lột vỏ rồi mình cho ra dĩa nha. Rồi cả nhà ơi, cái sốt hành mình cũng đã làm xong rồi, bây giờ mình tới mình qua mình sẽ chế cái món thứ hai là mình làm cái miếng đậu hũ nha. Cả nhà mình ăn nhiều thì mình mua nhiều rồi nha, ở đây em làm 4 miếng.
điều đặc biệt nữa là cái này là đậu hũ này mình đem đi chiên giòn lại nha cả nhà, chiên cho nó vàng lại mấy cái mặt trắng của mình nè. Còn một xíu nữa thì em không chiên mà em cho vào cái lò nướng luôn nha cả nhà. Đó, mình với cả nhà thực hiện thì cả nhà chiên đi, nếu mà cả nhà có lò nướng giống em thì thực hiện giống em ha, còn không thì mình chiên bằng cái dầu nha cả nhà. Rồi mình cắt cho hết. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình cái cà tím mình đã nướng xong rồi, mình lột bỏ vỏ xong rồi ha, mình cho ra dĩa. Rồi cái tỏi đâm hồi nãy đó em cho một xíu nước tương vào đây nha, để mình chấm cho nó thơm. Rồi cái sốt hành nè, mình giờ mình cho nó lên dĩa luôn nha, cho nó đều đều. Lúc mà mình làm á, trong cái quá trình mình làm mình nếm lại xíu nha, cho nó coi nó có vừa ăn chưa, rồi mình thêm điều chỉnh lại cho nó vừa nha cả nhà. Rồi bây giờ là xong một món rồi nè. Rồi mình chờ một xíu để ra món thứ hai nha. Rồi cả nhà ơi, đậu hũ của em là em đã nướng xong rồi. Nói thật sự thì không phải là nướng đâu, mà là em dùng cái nồi chiên không dầu á, em bỏ vào em chiên thôi chứ không phải nướng. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình sơ chế cái sả để mình thực hiện cho hoàn thành cái món này nha. Rồi mình chuẩn bị một chảo dầu ha, dầu mình nó cũng đã sôi rồi nè, bây giờ mình cho sả vào nha cả nhà. Rồi mình phi cho nó hơi vàng vàng xíu nha, bớt lửa. Rồi sả của mình nó vàng rồi nha cả nhà, mình cho gia vị vào nha. Rồi mình cho một xíu nước tương vào đây luôn nha. Thơm quá cả nhà ơi. Rồi mình cho cái đậu hũ của mình vào đây, mình đảo này cả nhà. Rồi mình trộn cho đều một xíu nha cả nhà. Nó thấm cái nước sốt của cái mình làm cái hỗn hợp là sả, là nước tương, là gia vị. Rồi đây nó rất là ngon luôn, thơm nữa. Rồi bây giờ mình tắt bếp để mình cho ra dĩa nha. Rồi cả nhà ơi, hai món mà em giới thiệu đến cả nhà cũng đã hoàn thành rồi nè. Xong rồi, đây em quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Ôi hấp dẫn chưa. Đó. Đậu hũ chiên sả làm theo cách của em thì nó vẫn giữ được cái mùi sả nè, nó không có khét, nó thơm mà cũng không có dùng cái dầu nhiều nữa. Quá tốt luôn. Rồi cái nước chấm muối tiêu, cho xíu ớt vô. Rồi cái món thứ hai là cái món cà tím sốt hành này ha, em dùng dầu để sốt ha, quá là hấp dẫn luôn cả nhà. Ở nhà thấy hấp dẫn chưa? Rồi mình chấm kèm với nước tương, mình đâm xíu tỏi bỏ vào ha. Đó, đây là hai món chay em giới thiệu đến cả nhà. Mình có thể mình thay đổi món cho cái khẩu vị của mình ăn đỡ ngán ha. Món này là rất là đơn giản, cũng không có khó làm. Hy vọng là em chia sẻ được hai cái món này đến cả nhà để mình cùng thay đổi khẩu vị nha cả nhà. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ em. Em xin hẹn lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn cả nhà đã xem và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà nha.